Bên này thì đang có một con bot xếp ai thì tôi sẽ cần phải qua tôi quấn chết mẹ nó chứ. Nè, đây, ok, chúng ta có một con bot này bot gì? Màu xanh là bot gì ta? Màu xanh hình như là Legendary à? Không, Legendary. Con này là Legendary đúng không? Fuck. Cái địt mày đâu? Mấy cái gì? Điêu đầu được, được mà. Ra, đâu? Đưa tên mày ra. Ui, một con Legendary à? Enamorus. Con này là bot Ultimate rồi. Ok, nó không phải là Legendary, nó là Ultimate. Rồi tôi sẽ tính sổ con đó sau. Bây giờ thì chúng ta phải thông quốc con này đấy. Ui mẹ, thốn phết nha. Ở dưới có cái mine shot kìa. Rồi tôi sẽ thử dùng Hydro Boom này. Ok xong. Rồi được một cái Recandy và Adrenaline Orc. Rồi ta đi về nhà. Con Legendary này thì được rồi. Nó là Legend thường thôi, nó không có cái form gì xịn hết anh em ạ. Nên thôi kệ mẹ nó. Nó xì đà lắm. Tôi sẽ bắt mấy con mà có form thôi, rút kinh nghiệm từ tập trước. Tại tập trước ngồi bắt con DNC là hết mẹ bon rồi, đợi con có form ra một cái xì đà luôn. À thì tôi có farm một chút mà lên được 65.000 tiền này, giờ tôi sẽ mua bon. Rồi ok. Ok đi. À, nó không, nó thằng này nó không có ultra bon được mà. Tôi sẽ còn phải qua chỗ khác. Tôi sẽ đến cái làng nào đấy. Vô làng này thôi. Rồi, ở đây có cái gym nước. Cái này tôi rút cho ta. Để tôi check thử. À chưa, đu thêm tiền ngon. Quá thiệt kì. Quá ngon. Đó. Rồi chào chị nhé, bye bye chị. Em lắp lại giùm chị nè. Đó, em lắp thêm luôn á. À, lắp thêm tận 2 block cho chị á. Đầu xanh, hơi bị tốt bụng. Rồi tôi sẽ bán cái này. Ok, 67.000 tiền. Ở đây, 45.000 tiền. Rồi, Ultra Ball bao nhiêu? Tôi được 63 quả Ultra Ball. Ngon. Rồi, mấy con Legend chết con mẹ thôi bây giờ. Này có chú giống Morganer vậy đây. Nhưng mà đéo phải. Anh em có để ý là cái con carry của tôi số máu nó hơi bị đẹp không? 444 à. Hơi bị chất. Đây có con Magma này. Hello Magma. Magma level 50 rồi. Ok, con này sẽ giúp mình ram farm level rất là nhanh. Bên này có Emerald. Ok. Waterfall. Rồi, đó, nó là level tiến hóa luôn rồi. Rồi nó được một cái hồi cả mẹ đi, để quan trọng. Đây chúng ta lại có Dratini đang tiến hóa. Yeah. Và nó tiến hóa thành Dragonair. Với con Dragonair này thì tôi không nhớ là muốn tiến hóa lên Dragonair là còn bao nhiêu level nhỉ. Tôi quên cũ thôi. Đây có con ếch này. S. Má, nó quăng con Pokemon của tôi. Nó quăng con Giratina ngủ luôn rồi. Đâm ơ. Fuck. Đang quýnh mà ngủ. Đâm ơ mày. Tỉnh lại. Tỉnh con mẹ mày lại. Đâm ơ. Rồi, xong. Chưa tỉnh mà thì chết rồi. Ủa, đùa cái đĩa sớt này. Ok. Ngon. Là đùa một cái đĩa này có thể bán. Hoặc là cho nó học. Tôi muốn bắt một cái con kiểu mà có form gì đó là lạ mà. Nãy giờ không có con gì hết à. Đấy, fuck. Hay là sa mạc nó ít có nha. What the fuck. Ui con này nhờn. Mày con này level 19 mà nhờn. Mày nhờn. Đợi đi. Nhờn. Láo cá. Mấy level 19 mà bố láo thì chứ. Tôi nghĩ tôi sẽ qua cái vùng đồng bằng bên kia. Có lẽ bên này nó sẽ dễ ra những con có form lạ hơn. Hey. Holy shit mày. Mày làm gì? Này nó tính dí mình hay gì ta? Ok, một cái Ultra chết ở đây và được một cái má. Fuck, xì đà. Rồi bên này thì chúng ta còn một cái bộ cái chết. Ok, tôi mong chờ đéo dở bộ cái chết nha. Salamence. Hả, à, nhìn rất là chiến. Mẹ nhìn, không thật ra nhìn mặt con này nó hơi ngu. Nhìn ví dụ nhìn đứng lên sau là nhìn khá là chiến ấy. Đúng, nhìn cứ đúng chiến thần ấy. Quay ra nhìn mặt nó cái đúng ngu luôn. Rồi, được một chiêu Aqua Tail này. Chiêu đuôi nước. Đuôi nước thì tôi sẽ bỏ Slam đi ha. Ok. À, rồi, bên này còn một con bò. Bất pha lạnh á đu. Rồi, mày chết. Mày dám nhờn cái tao, mày dám khiêu khích tao. Dám khiêu chiến cho tao à. Mày xét con mày định rồi con. Dragon Breed. Hơi thở của rồng. Đó. Hơi thở của rồng.
khe vô mặt nó đó, rồi đủ lên 3 level luôn. Bây giờ qua vùng tuyết hết à. Mẹ bây giờ vùng tuyết có gì chơi không? Vùng tuyết hôm bữa qua là nó spawn ra đâu đó mày. Ủa khoan, chỗ này quen quen. Không, mình chưa qua lần nào mà. Vùng tuyết là hôm bữa là đi vô là nó spawn ra một đống mấy con Rikiai đó. Ê, level 45. Được, 45 giúp farm level rất là nhanh nha. Mấy con mà tiến hóa rồi với lại level cao á, mẹ mấy con đó giúp mình farm level rất nhanh. Đùng, đó, ui, mẹ nó lên nguyên một khúc luôn. Ok, rồi bên này nữa. Chào cậu. Ê, đứng lại mày, đứng lại. Đi đâu? Ôi, có cái đền chim băng bên kia. Ok, ok. Từ từ nhá, từ từ, từ từ. Ta sẽ cần phải thông đít con này cái. Level 49. 49 ha. 49 là dùng chiêu thử chiêu Thrash đây. Má. Đù. Rồi. Rồi, đói. Dragon Rush, ngon. Dragon Rush dịch ra tiếng Việt là cái gì á? Dịch ra tiếng Việt hình như là rồng bụi vả. Sao nghe nó thiểu năng này? Tôi không biết nha anh em nào biết không? Anh em nào biết kiểu tên tiếng Việt dịch ra mà nó nghe nó nghệ nghệ á là gì? Chứ tôi dịch ra là rồng bụi vả, rồng bụi vàng. Fuck, thằng này fan Xuân Diệu à. Tại sao ta đừng có định chiếm ấu cái địt mẹ vậy? Què vậy? Ui. Ui, cái gì? Anh em thấy gì không? Mà tôi mới thức tỉnh bản năng gì à? Kiểu tôi mới thức tỉnh bản năng. Ui, cái gì đó? Đó nữa kìa. Fuck. Articutor. Ok. Đó, đặt vậy cho nó bất ngờ. Ai à, đặt vậy cho nó hoành tráng. Khoan, để tôi loot cái này cái. Này, đây. Này là boss 5 sao luôn. Uầy. Boss 5 sao nhiều khi đồ ngon nha. Biết đâu nó cho mình cái Master Ball à. Tôi không biết là Master Ball có đậm trong đây được không ta. Mấy cái Magne Zone. À, không phải mấy cái đen này không biết là có Master Ball hay không. Xúc nó anh em vô thậm chí nó. Chết mẹ mà hai. Một đứa hy sinh rồi. Một đứa hy sinh, một đứa hấp hối rồi. Được không? Shadow Fork. Rồi xong, thêm một đứa nữa hy sinh. Không sao hết, mấy anh hy sinh là để đó đội tôi hưởng cho. Vô. Mẹ nó xì đài. Rồi xong thêm một thằng hấp hối nè. Này mới lên mà giờ nó hấp hối tiếp rồi. Rồi. Cố lên mọi người ơi, cố lên. Đủ đúng con được rồi, rồi xong không được rồi. Xì đài. À mấy thằng điên kỳ vậy. Ui. Cái gì? Á đù. Á đù. Ui. Vậy rồi. Chắc do cái rời sơ bách nó lỗi á. Everstone. Trời ơi. Hệ thật là cần thiết. Ủa cái gì kìa? Con gì kia? Ê, con miêu vùng Gala. Thật là vãi nồi. Ui, có con boss Ginga. Ui, boss Ginga. Đâu, đây. Boss Ginga. Đâu, mày đâu, đây, ui. Con này mới là Legendary nè đúng không? Con này màu vàng. Đây, màu vàng Legendary, màu xanh là Ultimate. Ok. Rồi, bố mày nhớ rồi. Này. Rồi Shadow Fox. Đủ Shadow Ball hả? Nhân. Từ quay. Ok. Nhân. Ui, bốn. Vậy là thêm một cú nữa. Đó, bây giờ còn sống nha. Rồi xong mày chết. Mày xác định này. Mày xác định đi bán muối rồi con. Đi bán muối à. Rồi mày đi bán muối rồi. Còn mẹ còn sống. Oh fuck shit. No. Tại sao? Nice luck. À đù. Thôi cao ghi ra chơi nó cao ghi. Mày mà bị one hit là tao về tao cắt chim mày nha. À đúng rồi, phải chịu được. Đúng rồi, đó. Rồi, ui. Một cái Buckbone, gây candy và lại gây ok, tôi được một cái Buckbone này rất là xịn sò. Có thể bắt Buckbone này tôi sẽ dùng với trong trường hợp nếu mà có con gì đó có form của Aces ha. Nhưng mà nó phải ngầu. Chứ nó mà form như của Aces mà nó xấu xấu rồi thôi dẹp mẹ đi. Mấy cậu nào có thể spawn ra để tớ test it chứ được. Ok, chúng ta có Safari Ball. Hôm trước thì có một cái con, tôi thấy có một con EV. Một con form EV ở đây. Nhưng mà tôi không bắt tại vì hôm đó không có quay. Nhưng hôm nay tôi sẽ đi qua để thử đi kiếm. Coi thử là nó có spawn ra lại không.
từ khoan, coi thử mấy chị đều bán gì. Mấy chị đều bán gì? Mấy chị đều bán Ultra Ball, xì đài. Ok. Chết mẹ ngu rồi. Tôi bán nhầm anh em ạ. Fuck. Rồi ok. Rồi rất vui được hợp tác với mấy chị. Fuck. Shit. Oh shit má. Má lên game mới làm được quả bắt môn giờ có luôn. Hay. Cái mẹ tao bay. Ui. Đi ra. Good. Yo, wait, bro. Hello, what's your name? My name is Hoang. Where are you from? Oh, why? Cái địch của Slotoy ấy. Đây, tôi sẽ thử với quả Ultra Ball. Hey. Oh, shit. Đéo nó nhiều. Tôi phải nói gì đó với cái này. Kiểu chúng ta đã có một cuộc hành trình rất là vui vẻ vài 5 phút trước. Bây giờ thì tạm biệt mày. Cái địch con mẹ ơi. Đây, đó, chuẩn. Rồi, xong rồi. Yeah, biết từ show nó ra sao. Tôi phải đi đến con boss này cái. Chết mẹ ta đâu rồi. Ủa. À, con này nó dám bỏ chạy, mất dạy. Thôi tôi sẽ show boss ra luôn. Đây tôi sẽ sống nó ra luôn. Ui anh ngầu vãi nồi. Từ con gì đây? Cút vô đây mẹ. Đây I shot fusion nha anh em. Con này là fusion. Nhiều ông cứ thích ghi vậy nè. Nó nhiều ông cứ thích ghi fusion là sai nha. Fusion là thời trang, fusion là kết hợp đấy. Ủa chết mẹ. Đây. Ủa khoan. Rồi, ui mày nó to, nó ngầu. Ui, what the fuck, ui mình hòa với nó. Mình hòa là một với nó luôn rồi.